Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Vào ngày 1 tháng 12 này thì chúng ta đã được áp dụng thuế 50% thuế trước bạ của nhà nước dành cho những xe lắp ráp ở thị trường Việt Nam. Và Hyundai Tucson thì cũng không nằm ngoài điều đó. Và những quý khách hàng mà chúng ta đang có nhu cầu về ở Hà Nội thì chúng ta tiết kiệm được 6%. Giảm 50% đó cũng rất là nhiều khi mà chúng ta tiết kiệm từ đâu đó vào khoảng từ 45 triệu cho tới khoảng hơn 50 triệu đồng tiền thuế, chưa kể khuyến mãi của đại lý và cũng như của hãng. Và trong clip ngày hôm nay thì Quyết sẽ cập nhật cho mọi người về mức giá bán và cũng như lăn bánh ở Hà Nội và tỉnh sau khi mà chúng ta được áp dụng thuế giảm 50% thuế trước bạ của nhà nước. Và trước khi clip bắt đầu thì mọi người đừng quên rằng ấn giúp Quyết nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh mọi người nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phiên bản Hyundai Tucson 2.0, phiên bản tiêu chuẩn với mức giá bán ở thời điểm tại của chúng ta là 757 triệu đồng mọi người nha. 757 triệu. Và những quý anh chị mà chúng ta đang muốn vay trả góp thì mọi người chuẩn bị giúp em là 20%, nghĩa là 167 triệu đồng. Tổng giá trị lăn bánh là chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi. Còn lăn bánh đối với những quý khách hàng chúng ta đang ở Hà Nội sẽ là 827 triệu đồng. Còn những quý anh chị chúng ta đang ở tỉnh sẽ là 800 triệu tròn. Với những phiên bản Hyundai Tucson thì hiện tại bên em đang có tất cả các màu sắc giao ngay, đặc biệt là phiên bản màu trắng và phiên bản màu đỏ đang rất nhiều quý anh chị chúng ta đặt hàng. Ở trong tháng vừa rồi thì Hyundai Tucson là một trong những dòng xe được bán chạy nhất ở thị trường ở thời điểm hiện tại. Thế nên là nếu quý anh chị mà chúng ta đang quan tâm đến màu sắc và cũng như giá bán khuyến mãi tốt hơn thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình, bên em sẽ phục vụ mọi anh chị toàn cả nước, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Tiếp theo thì em xin được cập nhật đối với phiên bản 2.0, phiên bản đặc biệt. 2.0 phiên bản đặc biệt ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có mức giá bán là 834 triệu đồng. 834 triệu đồng nghĩa là mọi người chuẩn bị giúp em là 213 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi. Và lăn bánh ở thị trường Hà Nội sẽ là 909 triệu đồng, bao gồm thuế là 6%, tiền biển 20 triệu, phí đăng kiểm, phí sử dụng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Còn những quý anh chị mà chúng ta đang ở tỉnh thì sẽ là 881 triệu, tiền thuế sẽ là 5% thôi mọi người nha. Tiền biển từ 500 ngàn cho đến khoảng 2 triệu, phí đăng kiểm, phí sử dụng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc thì ở tỉnh sẽ là 881, còn Hà Nội là 909 triệu đồng. Phiên bản tiếp theo đó chính là phiên bản Tucson phiên bản 1.6 Turbo dành cho những quý anh chị mà chúng ta thích sự mô men xoắn lớn, tốc độ và cũng như cái sự vận hành tương đối là mạnh mẽ thì phiên bản 1.6 Turbo là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời khi mức giá ở thời điểm tại đang là 871 triệu đồng. Và những quý anh chị mà chúng ta đang quan tâm với chiếc xe này lăn bánh ở Hà Nội sẽ là 949 triệu đồng, còn ở tỉnh sẽ là 921 triệu. Đó là dành cho những quý anh chị mà chúng ta đang quan tâm đến phiên bản 1.6 Turbo. Nếu quý anh chị mà chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng với phiên bản này thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline hoặc kết bạn Zalo, bên em sẽ nhắn tin trực tiếp dành cho các anh chị bao gồm là khuyến mãi, giá lăn bánh và dành cho những quý anh chị mà chúng ta quan tâm đến trả góp. Với phiên bản này thì mọi người chuẩn bị giúp em là 232 triệu đồng dành cho phiên bản 1.6 Turbo mọi người nha. Và cuối cùng đó chính là dành cho những quý khách hàng chúng ta muốn tiết kiệm nhiên liệu này. Dành cho những quý khách hàng mà chúng ta thích phiên bản máy dầu. Mọi người biết rồi, Hyundai Tucson phiên bản máy dầu 2.0 thì là một trong những dòng xe mà đã quá nổi tiếng rồi. Dòng Hyundai, dòng máy dầu thì cực kỳ êm ái. Tất nhiên nói đến máy xăng thì không thể êm ái bằng rồi, nhưng máy dầu thì chúng ta sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Với mức giá ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có mức giá là 885 triệu đồng dành cho quý anh chị chúng ta đang ở quan tâm đến chiếc xe này. Ở Hà Nội thì sẽ là 964 triệu đồng và ở tỉnh sẽ là 929 triệu đồng mọi người nha. Để dành cho những quý khách hàng chúng ta đang quan tâm đến phiên bản 2.0 phiên bản máy dầu. Và em sẽ được nhắc lại lần lượt cả 4 phiên bản cả nhà nha. Hyundai Tucson phiên bản 2.0 phiên bản tiêu chuẩn sẽ là 757 triệu, phiên bản Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt sẽ là 834 triệu, phiên bản 1.6 Turbo là 871 triệu, phiên bản 2.0 máy dầu sẽ là 885 triệu đồng. Và lăn bánh lần lượt dành cho các phiên bản từ 800 triệu mà thôi đến 929 triệu từ phiên bản 2.0 phiên bản tiêu chuẩn cho tới phiên bản 2.0 phiên bản máy dầu. Đó là những thông tin mới nhất dành cho quý anh chị ở đầu tháng 12 này. Nếu quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình hoặc kết bạn Zalo, bên em sẽ gửi tin nhắn trực tiếp dành cho quý anh chị. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi và đừng quên rằng ấn giúp Quyết nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh mọi người nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện thoại hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất.